Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên thu hoạch nhãn sớm giá bán trung bình từ 25 đến -40 40.000 đồng 1 kg. lấn chiếm ao làng ở xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, chính quyền chối bỏ trách nhiệm. Nhiều tổ chức cá nhân có các hoạt động vì nạn nhân da cam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng chính quy khóa học 2013-2016 tại trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên. Kết thúc khóa học, có trên 200 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó 13 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, gần 150 sinh viên tốt nghiệp loại khá, trên 40 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng các tân cử nhân đã xuất sắc hoàn thành khóa học. Đồng chí yêu cầu sau khi ra trường, các em tiếp tục rèn luyện phẩm chất tự học, tự đào tạo, đem kiến thức đã được học cho nhà trường phục vụ sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Đồng chí đề nghị nhà trường song song với việc tuyển sinh, đào tạo cần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, ngành nghề đào tạo, cách thức tổ chức dạy học, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận phẩm chất năng lực người học cân bằng giữa tuyển sinh đầu vào và nhu cầu việc làm để sinh viên có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm đáp ứng nhu cầu thực tiễn Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, nhiệm vụ A2 phòng chống khủng bố. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Trí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong 10 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã xử lý tốt các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, có phần quan trọng phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các dấu hiệu của hoạt động khủng bố trên địa bàn. Các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt và chấp hành nghiêm đề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm đã tổ chức tốt, huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, đảng viên và nhân dân nhận thức hiểu rõ hơn về thực hiện nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng cơ động tác chiến, thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an, các cấp các ngành trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Sáng nay, Ban Vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tháng cao điểm vận động xây dựng quỹ. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh. Trong tháng cao điểm, có 1.260 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học xã, phường, thị trấn và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ. Toàn tỉnh đã quyên góp được gần 5 tỷ 400 triệu đồng, đạt 134% kế hoạch năm, tăng hơn 171 triệu đồng so với tháng cao điểm năm trước phát biểu tại hội nghị đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng cao điểm vận động và yêu cầu ban vận động xây dựng quỹ các cấp tiếp tục tăng cường giám sát về các hoạt động hỗ trợ của nhà nước với các nạn nhân chất độc da cam xây dựng kế hoạch cụ thể phương thức mức hỗ trợ để động viên kích lệ đối tượng vươn lên phát triển kinh tế các ngành các địa phương tiếp tục phối hợp tốt để cuộc vận động đạt hiệu quả cao Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động đã vận động hội viên trong toàn huyện thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình năm không ba sạch, nổi bật là các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, phong trào xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hội phụ nữ trong toàn huyện đã vận động các gia đình hội viên tự nguyện góp công, góp của, hiến đất, tự tháo rỡ các công trình cây cối, hoa màu để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giúp gần 770 hộ thoát nghèo, xây dựng hai mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học, xây dựng mô hình cấy giống lúa chất lượng cao tại xã Vũ Xá, thành lập và duy trì 83 tổ thu gom rác thải hoạt động hiệu quả. mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Hàm Tử, huyện Khói Châu, tri cục bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây nhãn gọi tắt là IPM. IPM là giải pháp tiếp cận sinh thái để quản lý dịch hại, áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật để ngăn cản sự phát triển của dịch hại, hạn chế tối đa sử dụng hóa chất nông nghiệp để bảo vệ quần thể thiên địch và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường. Các hộ nông dân áp dụng mô hình này chỉ sử dụng thuốc hóa học khi dịch hại bùng phát có nguy cơ gây hại ảnh hưởng tới năng suất cây trồng trên diện tích 1 ha làm điểm, kết quả cho thấy mật độ thiên địch trong mô hình cao hơn so với vườn của nông dân, môi trường sinh thái được cải thiện tốt hơn, năng suất cao hơn 1,2 tấn, cho hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 40 triệu đồng. Hiện nay nhiều nhà vườn tại thành phố Hưng Yên bắt đầu thu hoạch nhãn sớm và bán với giá cao. Do việc lựa chọn các giống nhãn chín sớm và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có phương pháp xử lý điều chỉnh để nhãn ra hoa độ quả hợp lý. Chính vì vậy mà nhiều diện tích trồng nhãn sớm tại thành phố Hưng Yên bắt đầu cho thu hoạch. Toàn thành phố hiện có trên 900 ha nhãn, tập trung tại xã Hồng Nam, Phương Triều, Quảng Châu. Hầu hết các loại nhãn hương chi, hương quế, đường phèn, giá bán đầu vụ thường cao hơn giá chính vụ từ 10 đến 15.000 đồng một kg. Hiện tại giá nhãn dao động từ 35 đến 40.000 đồng một kg. Được biết tổng sản lượng nhãn năm nay của thành phố đạt trên 8.000 tấn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chúng tôi phản ánh về việc ngang nhiên lấp ao để làm vườn rộng gần 1.000m2 của chủ thầu tại xã Phương Triều, thành phố Hương Yên, thì tiếp tục nhận được phản ánh của một số hộ dân về tình trạng người được cho khoán thầu ao thùng bom ở thôn Cao Đông, xã Nhật Tân, huyện Tiên Nữ đã chuyển nhượng để các hộ dân khác lấp ao làm vườn. Còn chính quyền thôn thì làm ngơ và chối bỏ trách nhiệm. Năm 1995, thôn Cao Đông và xã Nhật Tân cho ông Phạm Như An khoán thầu giải hạn ao thùng bom để thả cá. Khi đó, ao có diện tích là 9 xào, tương đương với hơn 3.000 mét vuông. Trải qua hơn 20 năm sử dụng, đến nay diện tích ao thùng bom này chỉ còn khoảng 1.500m2. Chính nhà ông An cũng lấn khoảng 200m2 để làm chuồng trại chăn nuôi. Ngoài ra, năm nay, ông An đã chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Đăng Đạo với diện tích khoảng 300m2 và ông Phạm Văn Quính hơn 100m2 để các hộ dân này quây gạch và đổ cát làm vườn. Ngoài ra, tại ao làng này, một số diện tích mặt nước cũng đã được sang nhượng cho các hộ dân để chờ mùa khô là đổ cát san lấp. Giao thầu để bán bóng cây, chứ tôi không dám bán đất. Chứ còn thì người ta tự nhiên người ta dựng lên là quyền của người ta là sai hoàn toàn. Vâng, thế thôi. Chứ thì cái này thì các chú lại là phải làm việc với người ta, người ta vượt thì, thì bán bóng cây thì người ta cứ thế người ta làm thôi chứ. Lãnh đạo thôn Cao Đông cho biết thôn có biết việc này, và đã báo với cán bộ địa chính xã. Tuy nhiên, thôn không hề có biện pháp gì ngăn chặn, kể cả việc lập biên bản trước các vi phạm trên. Thực ra chúng tôi là chỉ quản lý đến mức độ ấy thôi. Đấy, chúng tôi chỉ có báo cáo ủy ban, cái việc gì mà chúng tôi giải thích được, nhân dân người ta nghe thì chúng tôi thôi. Mà cái gì mà người ta không nghe, chúng tôi sẽ nhận nhiệm tôi báo cáo ủy ban. Đấy, Như báo bây... cáo bằng văn bản hay là báo cáo? Không, chúng tôi nên báo cáo mồm thôi. Không rồi ạ? Là... không chỉ chủ yếu là chúng tôi, bây giờ thực ra nói là chúng tôi chủ yếu là là điện thoại cho nhau. Địa phương chúng tôi thì nó không có thế được mà học hành không được học hành bài bản thì không biết bài bản thế nào nên là nó rất là khó cái khó, khó là khó cái gì ạ không nó khó ví dụ trong cái, cái công tác là, là, xử lý nó thứ chúng tôi không dám xử lý rồi đương nhiên là thôn thì không dám xử lý cái việc gì cả ngăn chặn nhưng cũng không được thì sao? thực ra thì cái này là còn, còn do nhiều cấp nữa chứ không phải là thôn thôn chúng tôi là. có những chỗ chúng tôi ngăn chặn được có những chỗ không ngăn chặn được Song lãnh đạo xã Nhật Tân lại phủ nhận việc này và cho rằng quá trình giao thầu lâu dài ao thùng bom trước đây là không đúng quy định, đồng thời khẳng định việc chuyển nhượng mặt nước của người nhận thầu khoán là ông An cho các cá nhân khác săn lấp là sai. Cán bộ thôn thì chưa hề có báo cáo với xã về vấn đề này, vì vậy xã không nắm được. Thường riêng thôn cao đông là đa số là tự thu tự chi, và các anh ấy lập cái biên bản này là của những năm đấy là cứ điền nó vào thôi chứ xã không biết về cái tiền nong đồng tiền bát gạo gì ở cái thôn này mục đích của thôn là để cho thả cá lâu dài chứ không phải là mục đích để san ấp. thế hiện nay là có một số hộ riêng chung quanh là đang lấn chiếm cũng có thế mà riêng cái hộ mà các anh xuống kiểm tra có là ông trưởng thôn là không báo cáo gì lên trên không báo cáo cho nên chính ủy ban cũng là quan yêu chưa lắm được chỗ này. Người dân ở thôn Cao Đông hiện nay rất bức xúc vì diện tích mặt nước của thôn cho ông An thuê để thả cá lại được ông An tự ý chuyển nhượng để sàn lấp làm vườn, chuồng trại và có thể cả xây nhà kiên cố trước sự làm ngơ của chính quyền thôn xã. Câu hỏi đặt ra là phải chăng lãnh đạo thôn đã tiếp tay, sung túng hay bao che vì có lợi ích của bản thân trong đó, nên để cho một số cá nhân vi phạm việc chuyển nhượng, san lấp một công trình chung của thôn để sử dụng vào việc riêng. Bởi nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra, thì chẳng mấy chốc diện tích ao này sẽ bị lấp hết để trở thành vườn hoặc là nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, Chất độc da cam dioxin mà đế quốc Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh xâm lược nước ta đã khiến hàng triệu người Việt Nam, trong đó có hơn 4.500 người dân Hưng Yên ở nhiều thế hệ, đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân da cam, thời gian qua đã có nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng những nghĩa cử cao đẹp và việc làm thiết thực, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vơi bớt một phần thiệt thòi trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự nhân kỷ niệm ngày vì nạn nhân da cam mồng 10 tháng 8. Ông Vũ Trọng Điếm ở thôn Mai Xuyên, thị trấn Ân Thi bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia chiến đấu tại chiến trường tỉnh Phú Yên. Chất độc da cam ảnh hưởng đến cả hai người con của ông. Người con gái sinh năm 1979 bị vô sinh, còn người con trai sinh năm 1980 không thể đi đứng, nói năng và tự lập được. Cuộc sống gia đình ông Điếm ngày càng khó khăn khi hai vợ chồng tuổi cao sức yếu cộng thêm cánh nặng chăm sóc con. Thế nhưng những nhọc nhằn và nỗi đau thể xác dường như vơi bớt mỗi khi có vị khách thân quen đến nhà thăm hỏi, chia sẻ. Đó là ông Nguyễn Ngọc Loan, hiện là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Ân Thi. Bản thân ông Loan cũng là nạn nhân da cam. Ông bị vô sinh. Tôi là hết sức cảm động mà những ngày bình thường anh đi qua anh cũng vào thăm hỏi thế rồi là đôi lúc huyện hội thì, thì kinh phí còn nghèo nàn thì các anh các chị không nói về vật chất tiền nong thì ít không có nhưng mà quà là đôi lúc là mùa đông là anh các anh đến động viên cháu có quà cái áo mùa mùa đông mùa hè nữa cái áo mùa hè gia đình cũng lấy đó là một cái trọng tâm để mà động viên mình và phục vụ cho cháu được tốt hơn. Bản thân tôi tuy rằng là một nạn nhân nhưng còn hơn được số anh em khác vì chúng tôi còn đi lại được thăm hỏi anh em và động viên anh em đồng thời thăm hỏi các cháu động viên các cháu để cho gia đình người ta và bản thân mình cũng đã bớt đi những cái nỗi đau của gia cam với chức năng là cầu nối giữa nạn nhân chất độc da cam với cộng đồng hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã vận động quyên góp từ những tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh được trên một tỷ đồng hỗ trợ và thăm hỏi các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trong toàn tỉnh Hàng tuần, hàng tháng, trong suốt 3 năm qua, các nạn nhân chất độc da cam của ba huyện Ân Thi, Khói Châu và Tiên Lữ và gần đây thêm huyện Phù Cử đều đặn sang huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để được khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí tại nhà Lương Y Nguyễn Văn Thiệu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề y học cổ truyền, Lương Y Nguyễn Văn Thiệu luôn mang trong mình tâm niệm Lương Y như từ mẫu, ông dành sự quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân da cam. Tôi cứ nói với ra Cam là tôi chảy nước mắt vì tôi hình dung được những hình dung và khó quá. Về Hưng Yên thì qua tôi làm vừa qua là tiên nữ, ân thi và khoái châu. Thì sau khi tôi khám bệnh xong và tôi nhận lại được những cái thơ cảm ơn, nhận được những điện thoại cảm ơn và anh em thấy phấn khởi và đã giúp cho anh em được cái sức khỏe tiến lên và bệnh tật được lùi đi. Tôi không còn nữa thì tôi di chúc cho các con các cháu tôi sẽ đồng hành cùng Gia Cam mãi mãi. 55 năm đã trôi qua, vẫn còn đó những nỗi đau mang tên Gia Cam, những dáng hình dị tật, những khuôn mặt dị dạng ngơ ngác như vò xé trái tim của tất cả những ai nhìn thấy. Những con người từng vào sinh ra tử, chiến đấu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Ngày nay, họ vẫn đang phải từng ngày, từng giờ vật lộn với những đau đớn cả về thể xác và tinh thần những việc làm dù nhỏ bé nhưng thiết thực của mỗi chúng ta đã đang và sẽ có phần xoa dịu nỗi đau, giúp các nạn nhân da cam vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Dù thường xuyên đau yếu do vết thương khi tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về đời thường, ông Tạ Ngọc Đàm ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang luôn nhiệt tình gương mẫu trong các phong trào hội, tích cực vận động gia đình người thân tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Là một người lính từng vào sinh ra tử trên chiến trường, ông hiểu hết những gian khổ mất mát của đồng đội năm xưa. Ông luôn nhiệt tình thăm hỏi những đồng đội ốm đau bệnh tật, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần đến những gia đình khó khăn. Ông cũng là một hội viên tích cực của Hội cựu chiến binh xã, nhiệt tình vận động xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, ông tích cực vận động người thân cùng các con của mình tham gia đóng góp xây dựng tuyến đường giao thông nội đồng dài 174m với tổng kinh phí 112 triệu đồng. Ngoài ra ông còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội do địa phương phát động như quỹ hội chữ thập đỏ, quỹ tình nghĩa, quỹ hội người cao tuổi, tham gia ủng hộ với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Vừa qua Sở Y tế đã triển khai khu điều trị các bệnh nhiệt đới tại Trung tâm HIVS tỉnh Trung tâm có quy mô 30 giường bệnh, quản lý điều trị và thu dung điều trị nội trú cho các bệnh nhân bệnh gan, bệnh nhân đồng nhiễm viêm gan virus HIV và các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới có liên quan. Trung tâm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để khám xét nghiệm và điều trị các bệnh nhiệt đới. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y bác sĩ cũng đã được đào tạo với các chuyên ngành liên quan đến bệnh nhiệt đới. Được biết, Hưng Yên là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc và là tỉnh thứ hai của cả nước có khu điều trị các bệnh nhiệt đới. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh ta thành lập bệnh viện bệnh nhiệt đới. Với mong muốn các em thanh thiếu nhi trong toàn xã có kỳ nghỉ hè lý thú trong dịp hè này, Đoàn Thanh niên xã Đông Kết huyện khói Châu đã triển khai nhiều sân chơi và hoạt động hè bổ ích, thu hút được đông đảo các em tham gia. Tận dụng những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất như xã đã có một điểm bơi trung tâm cùng nhiều ao bơi dân sinh và hai sân bóng rộng, đoàn thanh niên xã đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao và các lớp dạy bơi thi bơi nhằm nâng cao khả năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em thiếu nhi trong xã. Bên cạnh đó, phong trào ngày chủ nhật xanh ra quân quét dọn đường làng ngõ xóm, cắm biển các tuyến đường thanh niên tự quản cũng được các em nhiệt tình tham gia vừa qua đoàn xã đã tổ chức hội trại hè với các hoạt động cắm trại, đồng diễn thể dục và thi văn nghệ thu hút gần 1.000 thanh thiếu niên trong xã tham gia. Những hoạt động này đã tạo nên một mùa hè sôi nổi để lại nhiều dấu ấn không chỉ cho các em mà cả những người dân địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai thứ năm ngày 11 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với những tin tức thời sự cập nhật trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Văn Du, huyện Ân Thi có nhiều điểm vi phạm công trình thủy lợi chưa được xử lý dứt điểm. Đường 203A qua xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ bị xuống cấp nghiêm trọng, chậm được khắc phục. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. chương trình thực sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan hôm 9 tháng 8 đã có cuộc hội đàm mang tính lịch sử tại thành phố xanh petersburg cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí cởi mở xây dựng và đạt được nhiều thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ song phương Phát biểu tại cuộc họp báo chung, lãnh đạo hai nước cho biết hai bên đã nhất trí thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và nhà máy điện hạt nhân Akui tiếp tục hợp tác trong vấn đề Syria. Tổng thống Nga cũng cho biết nước này sẽ dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế khôi phục hoạt động đường hàng không tới Thổ Nhĩ Kỳ. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một thời gian sóng gió phức tạp. Giới phân tích nhận định hiện quan hệ hai nước đã vững chắc hơn nhiều và có thể chống lại bất cứ cuộc khủng hoảng nào. Trong một bài báo viết cho tờ tạp chí Tài chính tham, đại sứ Trung Quốc Lưu Hiểu Minh đã hối thúc chính phủ Anh ủng hộ dự án hạt nhân Hinley Point do Trung Quốc đầu tư và cảnh báo rằng mối quan hệ giữa hai nước đang trong thời điểm quan trọng. Hồi tháng 7, chính phủ Anh đã đưa ra quyết định tạm hoãn dự án điện hạt nhân hình lệp trị giá 21 tỷ đô la do Trung Quốc đầu tư. Dự án đặt tại Somerset, phía tây nam nước Anh, được ký kết hồi năm ngoái tại văn phòng Thủ tướng Cameron trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Việc trì hoãn nó đã thể hiện sự chuyên đổi thái độ của chính phủ Anh sau khi bà Theresa May, người vốn có cái nhìn thận trọng hơn với đầu tư từ Trung Quốc, lên nắm quyền. Ngoài ra, cũng có những câu hỏi đặt ra với vấn đề môi trường và trị giá của của dự án sau khi việc trì hoãn được công bố, kênh Tân Hoa Xã nói rằng quyết định này là sự thiếu vững chắc vào kỷ nguyên vàng quan hệ giữa Anh và Trung Quốc. Chính phủ Mỹ ngày 8 tháng 8 đã thể hiện sự tức giận của mình khi triệu tập đại diện lâm thời của Đại sứ quán Philippines để làm rõ những bình luận mang tính xúc phạm của Tổng thống Philippines đối với Đại sứ Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ Mỹ nhận thấy những bình luận không thích hợp về đại sứ Mỹ tại Philippines Gilbert và đã yêu cầu đại diện lâm thời Philippines tới Bộ Ngoại giao Mỹ để làm rõ những bình luận này. Tuy nhiên, bà từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc gặp. Trước đó, tại một cuộc gặp với các binh sĩ hồi cuối tuần qua, Tổng thống Philippines Duterte được cho là đã miệt thị đại sứ Mỹ Gilbert là đại sứ đồng tính. Ông Duterte và đại sứ Mỹ cũng từng có cuộc khẩu chiến trong thời gian bầu cử Tổng thống Philippines và kết quả cũng là những lời lăng mạ mà ông Duterte dành cho đại sứ Mỹ. Vừa qua, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen. Đây là những đợt không kích đầu tiên trong vòng 5 tháng qua của liên minh này tại Yemen. Các vụ đánh bom được thực hiện sau khi thời hạn của vòng đàm phán nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Yemen do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Các cuộc giao tranh khiến sân bay quốc tế Sana đóng cửa trong vòng 72 giờ. Khoảng 20 thường dân trong một nhà xưởng được cho là đã thiệt mạng. Bên ngoài thủ đô Stena, quân chính phủ cũng bắn đạn cối vào thủ đô nhằm mở đường chiếm lại thủ đô từ tay phiến quân Houthi. Chiến sự tại Syria thời gian qua vẫn tiếp tục diễn biến ác liệt. Liên Hợp Quốc cho biết có tới 300.000 người dân Syria đang bị mắc kẹt trong các vùng chiến sự và khoảng 2 triệu người dân đang đứng trước nguy cơ không có điện nước sinh hoạt. Liên Hiệp Quốc hôm 9 tháng 8 đã tổ chức cuộc họp kín về tình hình chiến sự tại Syria, đặc biệt là tại thành phố Aleppo. Theo báo cáo của phát ngôn viên Cơ quan Cứu trợ Nhân đạo tại Syria, từ tháng 7 tới nay khoảng 300.000 người dân Syria bị mắc kẹt trong vùng chiến sự. Tình hình tại thành phố Aleppo được cho là hết sức nghiêm trọng, ước tính có khoảng 2 triệu người đang đứng trước nguy cơ bị cắt nguồn điện nước, 35.000 người tại thành phố này đã mất nhà cửa và trở thành người tị nạn. Ngoài ra, cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cũng lo ngại tình trạng bệnh dịch có thể xuất hiện khi điều kiện sinh hoạt tồi tệ hơn do người dân phải sử dụng nước bị ô nhiễm. Trong một lá thư gửi Tổng thống Mỹ, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đòi ông Obama trả lại cho Iran hàng tỷ đô la tài sản thu giữ từ nước này mà gần như chắc chắn yêu cầu sẽ không được thực hiện. Hồi tháng 4, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra lệnh tịch thu 2 tỷ đô la từ các tài khoản bị đóng băng của Iran trong ngân hàng Mỹ để đền bù cho các nạn nhân vụ khủng bố doanh trại lục chiến Mỹ hồi năm 1983 ở Liban. Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống Iran từ năm 2005 đến 2013 đã yêu cầu ông Obama trả lại số tiền này. Trong lá thư vừa gửi tới Tổng thống Mỹ, Ahmadinejad nói rằng ông Obama đã thất bại trong việc thực hiện tuyên bố sửa chữa mối quan hệ giữa hai nước cũng như bồi thường cho 60 năm đàn áp và đối xử tan bạo của chính phủ Mỹ với Iran. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.